Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, sáng ngày hôm nay thì mình đi offline câu lạc bộ bò sát Biên Hòa ha. Thì ngồi nói chuyện với anh em thì phát hiện ra một cái trường hợp này rất là hy hữu, thấy hay quá cho nên là mới quay clip cho các bạn coi. Thì cũng là lần đầu tiên mình thấy cái trường hợp này, thấy rất là lạ luôn. Lần đầu tiên thấy luôn á, chưa có thấy ở đâu nói hết trơn á. Thì hôm trước mình có làm clip á, chia sẻ với các bạn là 5 cái loài vật mà cần phải đề phòng khi mà chúng ta nuôi iguana, tại vì có thể nó sẽ phá con igu. Thì trong đó mình có nói tới cái bạn mà nguy hiểm nhất là cái bạn chuột tí á, mấy anh tí á. Thì đối với baby á, thì nếu mà chuồng nuôi của mình nó không có chắc chắn, hoặc là cái chất liệu nó là bằng nhựa hay cái gì đó, thì con chuột nó cắn nó chui vô chuồng được. Thì gặp nhiều con mà nó dữ á, thì nó chui vô chuồng nó sẽ cắn các bé igu baby, có thể là đứt tay đứt chân rồi đứt đuôi rồi đủ thứ vấn đề hết. Thì hôm nay mình gặp một cái trường hợp rất là đặc biệt, thì các bạn cùng theo dõi tiếp theo để coi đặc biệt như thế nào ha. Thì mình cũng chưa nghe câu chuyện này luôn, mình mới thấy lạ quá cho nên là mình rủ bạn đó làm một cái clip ngắn cho mọi người cùng tham khảo luôn ha. Hello em ơi. Hello anh. Em tên gì em? Em tên Đạt anh. Đạt, ok, đây là bạn Đạt đến từ câu lạc bộ bò sát Biên Hòa ha. Yeah. Ok Đạt ơi. Rồi, đây là một cái nhân vật chính ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì bé này hồi nãy mà Đạt có kể sơ sơ với mình, bé này ngày xưa là bị chuột đứt đuôi, chuột cắn đứt đuôi và đứt tay, đứt chân ha. Ok, thôi bây giờ em kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện nó như thế nào vậy Đạt ơi. Cái này là lúc em nhận là lúc đó là nó bị chuột cắn lỗi, hình như là lỗi toàn bộ luôn. Lỗi toàn bộ người là từ cái góc chân, nó cắn sát góc chân, nó lòi xương, nó lú xương ra, tại vì nó ăn không hết, nó cắn rồi nó nhả. Nó không có để, từ móng đồ nó cắn cũng cắn cụt luôn ngay móng sao. Rồi cắn luôn cả hai chân, nghĩa là cắn luôn cả đuôi. Lúc đó nhìn nó tàn lắm, em tưởng là nó không sống được. À, cái bé này là không phải em sinh sản mà là của cái trại đó làm ra, xong rồi bị chuột cắn rồi coi như là nhờ em chăm sóc hả, hay là em mua lại hay sao? Tại lúc đó em thấy họ bán bỏ là xong rồi em thấy vậy thì em mua lại. Thấy tội nghiệp quá mua lại về chăm bé đúng không? Dạ. Đó. Ok các bạn, thứ nhất nè là con chuột nó đã cắn một bên tay ha, dương quá thành dương quá luôn, một tay bên này, tay này là tay bên phải, và một cái chân trái cộng với lại một cái đuôi đó. Thì theo Đạt nói là lúc đầu là tưởng sống không nổi luôn hả? Đúng rồi. Em còn giữ cái hình ảnh lúc mà nó bị mới bị cắn xong không? Mới bị cắn có anh. Đâu cho anh mượn cái. Đây các bạn, thì trong igu thì cũng có một số bạn có một cái sự yêu thương đặc biệt, cũng như là có một cái sở thích chăm những cái bé mà bị tật lỗi ha. Thì cũng rất là trân trọng và đáng quý cái tình cảm và cái công sức của các bạn đó. Một bé mà nó nói chung là khi mà đi sắm bét á, thì chúng ta hay chọn là không tật lỗi ha, và chọn những cái điểm đẹp điểm mạnh nữa. Tuy nhiên là có những bé thì lỗi nhiều, thì cũng có những anh em có cái tình yêu thương để mà chăm sóc các bé thì rất là dễ thương luôn. Thì để chăm sóc những cái bé tật lỗi này á, thì cần những người mà kỹ tính nè, có tính tỉ mỉ nè, rồi phải có cái tình yêu thương to lớn thì mới chăm sóc được, chứ không là nếu mà gặp không đúng người là các bé nó cũng sẽ không có sống nổi đâu. Thì vẫn chưa vô cái khúc chính để mình cho các bạn coi từ đầu như thế nào ha. Đây mình bật mí một chút xíu cho các bạn coi ha. Các bạn có thấy cái chân này của bé không? Thì ngày xưa đó, lúc mà mới theo Đạt kể đó, là bé này nó bị cắn cục cái chân luôn, cục tới đây luôn đó. Và theo như mình biết hồi đó giờ thì là đối với iguana thì cái phần gai nè, gai lưng nè, gai mũi và phần đuôi, móng thì nó sẽ mọc lại, nếu mà đứt thì nó mọc lại ha. Đây là cái đuôi mọc lại, rồi thấy không, đứt tới khúc này, đứt tới khúc này và nó mọc lại khúc này. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình thấy là cái phần chân của bé nó cũng mọc lại luôn các bạn.
thật là đặc biệt luôn. Mình nghe một cái là mình thấy rất là lạ đó, cho nên là mình nói bạn đó cầm lên cho mình coi thử. Đây là cái phần chân mọc lại các bạn, thật là đặc biệt luôn á. Lúc mới về á là nó cục ngủng tới đây luôn. Đúng rồi, nó cục xước, nó cục xét luôn, nó lúng cái xương ra luôn. Mà tự cái em thấy là cái khả năng nó tái tạo con này, nó tái tạo rất là nhanh. Nó tự động nó cắt cái xương của nó. Nó tự động nó cắt rớt cái bộ phận cái cây xương của nó ra để nó đẩy cái nó làm lành lại vết thương này luôn. Nó bỏ anh thấy không, nó nhô cái miếng da ở đây ra là lúc đó là nó cắt cái này, cái phần này cũng là do em, là em thấy em sợ nó đau nên em không cắt cái miếng da lúc nào. Em không cắt cái miếng da này em bỏ. Chứ nó cắt một cái màu là nó lòi xương ra luôn, lần đầu tiên thấy cái đó luôn. Lan cũng là lần đầu tiên, mặc dù là chăm sóc cũng coi như rất là nhiều ego rồi, tham khảo cũng rất là nhiều tài liệu trên mạng rồi. Anh nhìn cái hình hồi nhỏ đó anh không có, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy là cái phần chân nó có tái tạo lại ha. Nhưng mà nó tái tạo lại thì nó giống như cái đuôi vậy các bạn, chứ nó không có móng miếc hoặc là bàn ha. Nhưng mà vấn đề là tại sao cái mô thịt này nó có thể tái tạo thì phải nói là lần đầu tiên mình thấy rất là ngộ, rất là độc luôn. Hay ha các bạn ha. Ok, bây giờ Đạt sẽ cho mình coi lại lúc nhỏ của bé nó. Hơi tối, hơi em cầm giữ bé giùm anh vô cái chỗ nào nó đỡ chói nắng chút. Đây các bạn. Nè, cái phần chân là cục ngủng luôn. Bộ màn hình tắt rồi. Phần chân là cục ngủng luôn, chói nắng quá. Đó, phần chân cục ngủng luôn. Phần tay nè, tay phải cục nè, chân cục nè, và cái đuôi cũng cục luôn nè. Đó, đây là lúc mới về ha. Từ lúc mà mới về tới bây giờ là bao nhiêu lâu rồi ta? Để em coi, em cũng không nhớ, chắc cũng có mấy tháng à. Mấy tháng à? Dạ. Cái này chắc baby mùa này quá. Ngoài đúng không ạ? Baby mùa này thì giờ này chắc cỡ tối đa chắc cỡ 5 tháng. 5 tháng mà nó tái tạo lại cái chân các bạn. 3 tháng à? Mới 3 tháng à. Dạ. Đó. Tại em lấy hồi 20 tháng 5. 20 tháng 5. Rồi, 20 tháng 5 tới giờ là khoảng 3 tháng mấy á. 3 tháng mấy mà cái chân nó tái tạo lại luôn các bạn. Đúng là iguana thì nó còn rất là nhiều điều mà hứng thú mà chúng ta chưa khám phá ra ha. Lần đầu tiên mình thấy là cái mô, cái cơ của chân nó có thể mọc được. Đuôi mọc là điều hết sức bình thường ha. Cái này là đặc tính của nó, bởi vì nó đuôi là nó giống như là cái loại vũ khí mà bị động vậy đó. Nghĩa là khi mà bị con bị thiên địch đồ á, nó bắt á, thì nó có thể chủ động nó bỏ cái đuôi. Có nghĩa là bạn không cần tác động mạnh gì hết trơn á, mà nó có thể chủ động bỏ đuôi để nó chạy trốn ha. Ví dụ như nó bị chụp ngay đây là nó thể bỏ cái đuôi chạy trốn luôn. Thì cái việc mà đuôi nó mọc lại là cái việc hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy là những cái cơ và những cái mô đồ của cái phần chân, nói chung là của những cái chi mà nó có thể mọc lại được. Rất là đặc biệt luôn. Ok em, lúc em mới để mình phỏng vấn bạn Đạt coi là cái tình yêu to lớn nào cũng như là đã giúp cho bạn có thể chăm được vậy. Ok em, lúc mà em mới đem về bé nó yếu dữ không? Yếu lắm anh, lúc em mới đem về em tưởng là nó đem về em lúc 3 con. Nhưng mà có một bé là nó bị còn cũng tích, quay giò luôn rồi. Em có hình với đó, nhưng mà bé đó lúc đó nó qua không rõ nổi. Nó yếu quá, nó yếu cái kiểu mà nó không ăn không uống gì luôn. Rồi nó dễ như bị stress rồi nó đi luôn, nó xuống luôn. Rồi em chỉ giữ lại một bé này với lại một bé chỉ bị cắn xước ngay cái giò mà nó cũng không có lành được. Nó vẫn giữ được 4 chi. Nhưng mà cái giò nó lại bị cục chơi, nó bị vậy như là khép xương, xương nó bao luôn cái giò là nó sẽ thành vậy luôn nè. Có nghĩa là nó bị gãy xương á, xong rồi xương nó lạnh lại là nó bị dính luôn. Ok, đứng tấn luôn. Coi như là em đón về ba bé. Là trong đó có bé này. Một bé là cục hết tứ chi luôn. Ba chi và yếu quá không qua khỏi. Và một bé thì nó bị dính cái cơ này. Hiện nay là vẫn còn hai bé. Ok em. Thì lúc mà em mới đem bé về á là em chăm có gì khó khăn không? Có anh, bé này cũng không chịu ăn. Không chịu ăn, không chịu uống. Xong rồi cái lúc đó em cũng tưởng là bé đi rồi, tại bé kia đi trước bé này. Xong rồi em cũng thấy vậy, em lấy ra em cho xịt nước, em tắm tát. Em lấy ra lúc đầu là nó chưa có lành nên em chỉ em tắm. Xong rồi em lấy ra em tắm rồi thấy bé tự nhiên
tắm từ lúc tắm đó là nó giật chị luôn. Nó ngộ lắm, từ lúc tắm đó là nó giật hẳn luôn. Nó về tự nhiên nó ăn nhiều hơn rồi nó cái kiểu rồi nó đẩy bắt đầu nó đẩy phần xương với lại phần đuôi ra. Tự động nó lành lại hết. Ok, em xong rồi em tắm bé hả? Dạ đúng rồi anh, em tắm bé cho cái kiểu mà em thấy mình tắm tại lúc đó là da của bé đã khép mài hết rồi, đông mài bắt đầu nó rớt mài ra vậy là xương nó cắt. Nó cắt cái phần mà đồ mà hư của nó ra, nó cắt nó bỏ, nó lòi ra hết để nó lành lại. Xong rồi em ra em thấy vậy em tắm luôn. Tắm từ lúc đó là bé giật dậy, cái sống của bé giật dậy luôn. Cho nó gặp có duyên, nó gặp đúng chủ yêu thương đó rồi đó. Là có nghĩa là mới về là rất là yếu luôn, tưởng là đi bụi rồi. Đúng rồi, mới về em tưởng không là đi bụi. Không ăn luôn hả? Không ăn, không. Em đem không ra em tắm táp đồ này nọ thứ rồi đó, nó khỏe lại, cho nó vô nước á, nó thoải mái á, khỏe lại á. Ngoan. Là bắt đầu nó ăn uống bình thường lại. Nó ăn uống bình thường lại, nó ăn nhiều hơn, nó ăn nhiều nhất bầy luôn. Tính nhiều nhất bầy luôn. Bỏ nói chung là tụi những con không được lỗi á thì nó ăn nhiều hơn tụi nó luôn. Bởi vậy nhiều con có sức sống nó mãnh liệt. Đáng học hỏi nha các bạn ha. Hình như là sức sống rất là mãnh liệt luôn. Tàn nhưng mà không phế. Đó các bạn thấy nguy hiểm không? Là cái chủ cũ này là nguyên ổ luôn ha. Nguyên ổ bị luôn ha. Nguyên ổ thì bị nửa ổ là chuột vô cắn banh hết luôn. Chứ cắn nó cứ cắn một chân là nó bỏ, cắn một chân nó bỏ. Bởi vậy nó mấy anh tí này anh phá lắm. Anh phá kiểu đó đau lòng lắm. Đó, nhưng mà anh này là thứ nhất là sức sống rất là mãnh liệt luôn các bạn ha. Gọi như là ăn uống rất là mạnh, ăn hơn những bạn bình thường luôn. Điều đặc biệt nữa là cái chi chân sau này nó mọc ra lại mới là độc đáo đây nè. Rất là độc đáo luôn, đầu tiên mình thấy luôn. Hay quá trời hay luôn. Ở nhà em nuôi nhiều igu không? Không, cũng tạm anh, cũng có mấy con à. Mấy con hả? Mà em nuôi baby là nhiều, baby mùa này là nhiều. Chủ yếu là trước là chơi BD vậy? BD nhiều. Ok, quá dễ thương luôn em ơi. Thì lúc mà em chăm nó, nói chung là em nghĩ sao mà khi mà em đón những cái bé mà thường ta chọn những bé gọi là hoàn hảo, còn mình lại thích chọn những bé mà nó bị tật lỗi nặng kiểu này, thì lúc đó suy nghĩ của em là gì? Cái suy nghĩ của em thấy mình không đón nó thì kiểu mà nó cũng vậy, vô tay của người khác. Thì có thể là họ biết chăm thì không nói, mà cái nhiều người họ sẽ không biết chăm thì con bé nó sẽ tội, nó chết tội con bé. Rất là dễ thương luôn. Cho nên là đây là cái điều mà mình muốn anh em chơi bò sát phát triển, có nghĩa là phát triển cái tình yêu thương, phát triển cái kỹ năng chăm sóc ha các bạn ha. Thì đó, đây là một điều rất là đáng quý luôn đó. Thì bé này nói chung bé này thì nếu mà khả năng sống sót thì nó chỉ chừng nếu mà ngay tại thời điểm đó khả năng sống sót thì nó khoảng 1% thôi, nhưng mà nhờ bàn tay của Đạt chăm sóc thì bé hôm nay nó ăn uống tốt, phát triển rất là tốt, trạng thái tinh thần phải nói là cực kỳ tốt. Và nhiều khi chính cái tình cảm đó cũng như là chính cái sức sống mạnh mẽ đó mà nó làm cho bé nó kỳ tích nó xuất hiện đó các bạn. Có nghĩa là phát triển được cái chi này luôn, cái chi chân luôn, rất là độc đáo luôn ha. Thì mặc dù là cái chi này nó các bạn thấy là gọi là sao ta, nó không có cái sự điều khiển được, nó không có hoạt động được như bình thường, nhưng mà cái việc mà cái mô của nó có thể tái tạo lại và nó phát triển được như vậy là một cái điều rất là ấn tượng luôn á. Rất là hay. Bởi vậy mới nói là con iguana nói riêng và con bò sát nói chung thì nó còn rất là nhiều cái hay và hấp dẫn để cho chúng ta có thể khám phá và tìm hiểu ha. Ok Đạt ơi, cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ một cái trường hợp rất là đặc biệt như thế này luôn. Đó, tuyệt vời luôn. Thì mong bé nó sẽ tiếp tục sống tốt và em có thể tiếp tục có một cái nguồn động lực cũng như là cái đam mê để mà tiếp tục chăm sóc bé nó thật là tốt ha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều.